xin chào các bạn. Khi mà nói về laptop Asus có lẽ là chúng ta đã quá quen thuộc đối với những cái dòng như là ZenBook này, VivoBook này đúng không? Nhưng mà hôm nay mình có ở đây hai cái chiếc laptop cực kỳ hấp dẫn luôn nha, là hai chiếc ExpoBook B1400 và B1500. Thì thực ra cái dòng ExpoBook là một cái dòng laptop khá là lâu đời của Asus rồi các bạn. Nó là laptop chuyên nghiệp, và gọi là laptop doanh nghiệp nhưng mà mình thấy hiện nay cá nhân cũng ưa chuộng rất là nhiều nha, bởi vì nó có rất là nhiều điểm nổi trội. Như riêng ở hai cái chiếc máy này đi, nó có những cái trang bị hết sức là nổi bật trong cái phân khúc 16-17 triệu mà những cái chiếc máy thông thường khác không có được. Và vì sao hai cái em máy này nó lại hot đến như vậy thì cùng vào video đánh giá chi tiết để Tiên chia sẻ với các bạn nha. Và chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là về ở bên ngoài này, hai chiếc máy này nó giống nhau cả thôi, nó chỉ khác về phần kích thước thôi. Nghe từ cái tên là các bạn đã thấy rồi ha, B1400 thì kích thước của nó là 14 inch, còn bên đây là B1500 kích thước của nó là 15.6 inch. Thì nhìn chung về phần thiết kế của hai cái chiếc máy này so trong cái dòng laptop doanh nghiệp á, thì nó tương đối đẹp nha. Mặc dù là bên ngoài thiết kế của nó không có quá cầu kỳ nhưng mà nó vẫn có cái sự tinh tế và đem đến cho mình những cái điểm khá là ấn tượng như cái phần logo nè. Và màu sắc của hai cái chiếc máy này á, thì theo bên hãng là màu Star Black, nhưng mà mình nhìn thực tế bên ngoài thì nó giống như là cái màu xanh đen vậy á các bạn. Về hai cái chiếc máy này á, tất cả những cái gì mà doanh nghiệp cần ở một cái chiếc laptop nó đều đáp ứng được nha. Đầu tiên là một cái chiếc máy rất là cứng cáp và chắc chắn. Cái phần nắp máy này nè, nó được làm bằng hợp kim nhôm, cho nên nó có một cái sự láng mịn và mình sờ vào thì vẫn còn bám vân tay nha các bạn. Còn cái phần mạch C ở trong, nó được làm bằng hợp kim manhê, cho nên nó có hơi nhám nhẹ. Và cái thiết kế của chiếc máy này nó đạt độ bền chuẩn quân đội nữa, khá là ổn áp để các bạn có thể xài trong một cái thời gian lâu. Ngoài ra, một cái điểm mà mình ấn tượng ở trên cái chiếc máy này đó là nó được trang bị cái bảng lề Ego Flip nha các bạn. Và cái bảng lề này khi mà mình mở cái phần nắp máy lên thì nó sẽ nâng cái phần thân máy lên một cái góc nhỏ, giúp cho hiệu suất tản nhiệt được tốt hơn. Đồng thời nữa là cái phần bàn phím nó cũng sẽ được nâng đẩy lên một cái góc xéo. Và khi mà mình gõ phím, cảm giác nó thoải mái và dễ chịu hơn rất là nhiều, và mình có thể dễ dàng quan sát được cái phần bàn phím này nữa. Phần ở dưới thân máy nè các bạn, nó có một cái khe hút gió rất là lớn và mình có thể nhìn thấy được toàn bộ cái phụ tùng bên trong luôn. Ở đây thì mình có thể thấy là nó có hai cái khe ổ cứng nha, có thêm một cái khe HDD nữa và một cái khe SSD cho mình có thể nâng cấp lên rất là dễ dàng. Và khi mà các bạn muốn nâng cấp thì chúng ta chỉ cần tháo cái ốc ở cái phần mặt dưới này, chúng ta có thể gắn thêm ổ cứng được rồi. Mình không cần phải tháo toàn bộ máy ra, khá là dễ dàng ha. Ngoài ra, một cái điểm nữa mình cực kỳ ấn tượng về thiết kế của chiếc máy này là nó được trang bị rất là nhiều cổng kết nối luôn các bạn. Và cho tới thời điểm này thì đây là một cái chiếc máy mà nhiều cổng kết nối nhất mà mình từng sử dụng qua, và hầu như là có những cái cổng mà rất là hiếm những cái chiếc laptop thông thường trên thị trường hiện nay có luôn nha các bạn. Mình có cổng USB 2.0, 3 cổng USB 3.2, jack tai nghe 3.5, cổng VGA, HDMI nè, cổng mạng LAN AJ45. Với chiếc B1500 thì chúng ta còn có thêm khe thẻ nhớ microSD nữa, quá là nhiều luôn. Và một cái yếu tố không thể thiếu ở những cái chiếc laptop doanh nghiệp đó chính là tính bảo mật. Ở cái chiếc máy này, cái phần nút nguồn của nó có tích hợp cảm biến vân tay nè các bạn. Và chúng ta có cái thanh trượt tắt mở webcam nữa, thêm vào đó là TPM 2.0, phải nói là rất là an toàn cho các bạn có thể sử dụng và tính bảo mật rất là cao. Tiếp nữa là về phần cấu hình thì cả hai cái em máy B1400 và B1500 này nó đều được trang bị như nhau. Đó là sử dụng con chip i5-1135G7, 8GB và 512GB SSD nha các bạn. Phải nói là một cái mức cấu hình cực kỳ mạnh ở trong cái phân khúc 16-17 triệu luôn nha. Và khi mà mình sử dụng á, mình thấy là nó cực dễ dàng các tác vụ văn phòng luôn. Và mình đã có mở tầm khoảng 7-8 tab ROM thì nó chạy vẫn rất là trơn tru, rất là mượt mà. Về việc sử dụng đa nhiệm thì ở đây mình cũng đã có làm cùng lúc xử lý một cái file Excel hơn 270.000 dòng, và cùng lúc đó mình có mở YouTube để nghe nhạc nè. Và mình thấy là máy vẫn chạy khá là ổn áp và cơn rất là mượt luôn nha. Và khi mà chúng ta chuyển tab qua lại giữa các ứng dụng á thì nó cũng không hề có tình trạng giật lắc một chút nào cả. Và với cái mức cấu hình này 8GB RAM thì nó đã khá đủ cho các bạn sử dụng những cái tác vụ văn phòng rồi. Nhưng nếu mà trong doanh nghiệp chúng ta muốn trang bị một chiếc laptop mạnh hơn cho nhân viên nè, hoặc là các bạn muốn sử dụng những cái tác vụ mạnh hơn thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp thêm RAM nha. Ở hai chiếc máy này nó hỗ trợ cho chúng ta có thể nâng cấp RAM lên tận 24GB lần đó. Đi tiếp nữa là về phần màn hình thì nó chỉ khác nhau về phần kích thước thôi, như lúc nãy mình cũng đã có nói rồi. Còn về chất lượng thì theo mình cảm nhận là nó như nhau, cùng là tấm nền IPS độ phân giải Full HD.
Chỉ có điều là cái độ chuẩn màu của nó không cao, chỉ đâu đó tầm khoảng 65% sRGB thôi. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ sử dụng những cái tác vụ văn phòng, các bạn không làm thiết kế, không làm đồ họa, thì cái độ chuẩn màu này nó không quá quan trọng. Với một cái màn hình này thì nó đủ đẹp để cho chúng ta có thể sử dụng rồi các bạn. Và các thông số đưa ra cũng chỉ là một cái để chúng ta tham khảo thôi. Còn thực chất những trải nghiệm thực tế nó mới là quan trọng, đúng không? Và theo mình thấy nha, chất lượng hiển thị của hai cái màn hình này các bạn, nó có một cái sự trong trẻo chân thực và nhìn rất là thích mắt luôn nha. Đồng thời thì nó cũng không có bị ám vàng như những cái chiếc máy khác nữa, cho nên khi mà các bạn xem YouTube này và kể cả các bạn làm PowerPoint thì chúng ta dễ dàng có thể nhận thấy là màu sắc của nó rất là đẹp và mình nhìn rất là mê luôn á. Chỉ có một cái điểm hơi hạn chế, đó là cái độ sáng của nó không cao, chỉ có 250 nits thôi. Cái này thì khi mà chúng ta sử dụng trong điều kiện văn phòng đầy đủ ánh sáng á, thì nhìn rất là thoải mái, vô tư, đảm bảo có thể quan sát tốt. Nhưng nếu mà các bạn chúng ta mua về sử dụng cá nhân á, chúng ta đem ra ngoài quán cà phê hoặc là những nơi mà có điều kiện ánh sáng cao á, thì thấy cái phần màn hình này nó sẽ hơi bị tối một chút. Thì đó, nếu như mà các bạn muốn có một cái màn hình nhỏ gọn, đủ dùng, thuận tiện để chúng ta có thể đem đi tất cả mọi nơi, thì các bạn có thể lựa chọn chiếc B1400 này. Màn hình kích thước của nó là 14 inch. Còn nếu mà chúng ta muốn có những cái trải nghiệm nó được tốt hơn, dễ dàng nhìn và quan sát hơn, thì chúng ta có thể chọn chiếc B1500, màn hình là 15.6 inch nha. Nói chung là cái này là tùy sở thích của các bạn thôi, các bạn có thể cân nhắc lựa chọn giữa hai chiếc máy này nha. Cùng với kích thước lớn cho nên bàn phím ở trên cái chiếc B1500 này nè, nó cũng lớn hơn. Chúng ta có hẳn một cái bàn phím full size, có cả phím số luôn. Còn trên cái chiếc B1400 này kích thước nhỏ hơn, cho nên là mình không có bàn phím số, mà thay vào đó touchpad nó có tích hợp numberpad. Một cái điểm tận dụng khá là hay ho và quen thuộc trên những cái chiếc máy của Asus rồi, đúng không các bạn? Tuy nhiên, theo cảm nhận cá nhân mình nha, cái điểm này nó cũng không khả dụng là mấy đâu. Bởi vì cái phần touchpad này kích thước của nó khá là nhỏ. Cho nên nếu mà các bạn nào chúng ta định mua cái chiếc B1400 này về để học tập và làm việc á, thì các bạn nên mua thêm một con chuột trời để chúng ta có thể sử dụng cho nó thoải mái hơn. Còn đối với doanh nghiệp á, thì mình thấy là hầu như những cái chiếc laptop nào cũng đều sử dụng thêm chuột trời để cho những cái thao tác nó được nhanh và chính xác hơn. Còn về cảm giác gõ phím, theo mình cảm nhận trên cả hai bàn phím của chiếc laptop này các bạn, nó cho mình một cái cảm giác gõ cực kỳ đã luôn nha. Bởi vì có hành trình phím sâu nè, và khi mình gõ nó có cái độ phản hồi tay lại á, cho nên nếu mà những bạn mà chúng ta làm về kế toán hoặc làm ngồi văn phòng cả ngày, các bạn gõ phím cả ngày luôn cũng rất là thoải mái và không bị đau tay một chút nào cả. Và một cái điểm cộng nữa trên cái phần bàn phím của hai cái chiếc máy này là nó đều được trang bị đèn bàn phím cả nha các bạn. Một cái sự trang bị rất ít những cái chiếc máy ở phân khúc 16, 17 triệu này có được. Và đây là một cái điểm cộng rất là đáng khen. Và cuối cùng là về thời lượng pin, nó không mấy ấn tượng đâu. 3C 42Wh thì chúng ta chỉ sử dụng đâu đó tầm khoảng được 4-5 tiếng thôi các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn sử dụng cái chiếc máy này thì chúng ta chịu khó đem theo cục sạc nha. Còn nếu mà chúng ta ngồi trong văn phòng làm việc á, thì rất là dễ dàng, các bạn cứ cắm sạc trực tiếp thôi cũng được. Bởi vì mình thấy là hầu hết những cái văn phòng đều có trang bị cái ổ điện cá nhân cho nhân viên mình, đúng không? Tổng kết lại, hai cái chiếc máy này nó đem lại cho mình một cái sự ấn tượng rất là lớn luôn nha các bạn. Tất cả những cái điểm nổi bật, những cái chiếc laptop mà doanh nghiệp cần nè, về cái thiết kế của nó có tính ứng dụng rất là cao, bền nữa, các bạn có thể sử dụng đâu đó tầm khoảng 5-10 năm đều được luôn. Về cấu hình rất là mạnh và chúng ta có thể thoải mái vô tư nâng cấp thêm RAM và nâng cấp thêm ổ cứng nữa. Màn hình đẹp, bàn phím gõ tốt, quá là đầy đủ. Và với hai cái chiếc máy này B1400 và B1500, nếu như mà các bạn chúng ta yêu thích, chúng ta có thể mua về để sử dụng học tập hay làm việc tại nhà. Còn đối với doanh nghiệp thì nó quá hoàn hảo để cho những cái doanh nghiệp chúng ta lựa chọn cho nhân viên rồi. Thì đối với những cái phòng ban chúng ta không đòi hỏi về cái chất lượng màn hình quá cao, chẳng hạn như các bạn nhân viên kế toán này, các bạn nhân viên làm về văn phòng, làm về content creator, thì đó, chúng ta có thể cân nhắc hai cái chiếc máy này nha. Chủ yếu là các bạn thích kích thước nhỏ hay là lớn thôi. Nếu mà nhỏ thì các bạn có thể lựa chọn B1400, và to hơn để nhìn thoải mái hơn thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc B1500 nha. Còn các bạn cảm thấy hai cái chiếc máy này như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở phần comment nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.